U23 Việt Nam có thể từ bỏ lối đá trường ra. U23 Việt Nam được kỳ vọng phá bỏ lối đá kiểm soát bóng kém hiệu quả để hướng đến sự thực dụng trước các đối thủ mạnh ở U23 châu Á 2024. Nguyễn Quốc Việt, số 9, là mẫu trung phong khá bén với các pha phản công khi ghi bàn đều đặn từ cấp độ U20, Olympic đến U23 Việt Nam. Một chi tiết quan trọng được VFF tiết lộ trong buổi tập chiều ngày 12 tháng 4, giờ Qatar. Khi rút kinh nghiệm sau trận thua Jordan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã khuyến khích học trò đẩy nhanh tốc độ triển khai bóng và chủ động hơn khi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Ông Tuấn muốn khi có bóng, các cầu thủ U23 Việt Nam cần nhanh chóng tiến lên phía trước, tích cực dứt điểm cầu môn đối phương chứ không để tình huống tấn công bị bỏ phí. Nói cách khác, lối đá của U23 Việt Nam sẽ mang thiên hướng phòng ngự phản công, thay vì tiếp tục theo đuổi cách chơi kiểm soát chưa rõ ràng như ở thời huấn luyện viên tiền nhiệm. Phòng ngự phản công cũng là đặc trưng của các đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ông chú trọng khâu phòng ngự, ưu tiên các tiền vệ giàu chất thép, đã an toàn, trước khi tìm cơ hội từ những sai lầm của đối thủ. Khi một đội Đông Nam Á ra châu lục, cách tiếp cận trận đấu ở thế cửa dưới không có gì tệ. So với việc mạo hiểm cầm bóng và loay hoay tìm cách áp đặt thế trận trước các đối thủ mà chúng ta còn chưa hiểu rõ, rõ ràng cách chơi của ông Tuấn an toàn hơn, thậm chí giải phóng được áp lực đáng kể cho cầu thủ. Cách chơi này cũng phù hợp với những mũi nhọn hàng công trong tay ông Tuấn. Minh chứng là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Quang, những cầu thủ giàu tốc độ và sự đột biến, đã ghi bàn ở U23 Đông Nam Á và ASEAN vừa qua. Nguyễn Đình Bắc cũng là mẫu tiền đạo cánh ưa phản công, đã ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ mang đến bộ mặt rất khác so với thời của người tiền nhiệm. Tại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam chung bảng D với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Đội sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 17 tháng 4.